Vâng, xin kính chào toàn thể các bác nhé. Hôm nay thì em thuê được ô tô cũ lại về một chiếc xe phiên bản tự động cho mọi người tham khảo và lựa chọn. Vâng ạ, đó là một chiếc xe Hyundai Avante đời 2011. Một chiếc xe tư nhân gia đình đi rất là đẹp cho các bác lựa chọn về chúng ta chạy dịch vụ đi gia đình nhé. Đấy, con này thì là một dòng xe phân khúc hạng C đến từ thương hiệu Hàn Quốc. Tư nhân biển Quảng Ninh 14A42309 nhé. Xe thì nói chung là bao đẹp cho các bác luôn. Máy zin, keo chỉ, cột kéo zin. Xe hoàn toàn không lỗi nhỏ các bác nhé, hoàn toàn không một lỗi nhỏ. Một chiếc xe rất là chất cho các bác lựa chọn. Con này thì được trang bị cái nước sơn màu xanh đá mọi người nhé. Đấy, màu xám đá đấy ạ. Xe có cam kết bảo hành cho các bác là không lỗi này. Cột kéo sắt xi, keo chỉ zin, máy số zin. Đấy. Được trang bị đầy đủ những chức năng cũng như là những cái phần phụ kiện rất là hiện đại như cửa sổ lốc này. Đấy, khí an toàn và hệ thống phanh ABS. Xe này thì với mức giá em đang chào bán là trên 300 các bác nhé. Đấy, chỉ cần nhô 300 một chút thôi. Các bác nhà mình đã có thể sở hữu ngay cho mình một chiếc xe đến từ thương hiệu Hàn, dòng xe phân khúc hạng C, phiên bản tự động máy 1.6 các bác nhé. Đấy, máy 1.6 ạ. Xe thì bao đẹp, bao zin rồi. Đấy, thì bây giờ các bác cùng em đi chi tiết ở cái mẫu xe này. Về phần đuôi xe thì có trang bị cảm biến chống va chạm cũng như là cam lùi. Đấy. Hệ thống đèn phanh, đèn hậu của xe thì rất là sáng các bác nhé, rất là sáng luôn, không ố vàng, rạn nứt gì hết nhé. Đấy, được trang bị bộ la đăng đúc 5 chấu mọi người nhé. Đấy, xe bao đẹp. Nói chung là xe này thì các bác quá yên tâm sử dụng. Về phần nội thất của xe, con này được trang bị nội thất ghế da nguyên bản. Đấy, con này được trang bị ghế da, bộ ghế da nguyên bản của xe này. Bố ghế da nguyên bản nhưng mà qua thời gian sử dụng rồi còn rất là mới này. Đây các bác xem này. Đấy, bố ghế da của nó còn rất là đẹp nhá. Có trang bị cửa lock đầy đủ nha các bác nhé. Hệ thống màn hình Android đầy đủ này. Đây em sẽ đổ máy lên. Đấy. Order của xe đi chuẩn gần 11 vạn, gọi như là 10 vạn 9 nghìn, gọi như là 11 vạn đi. Đấy. Đây phần mặt cắp còi này, các bác nhìn xem này. Đấy, mặt cắp còi của xe này, vô lăng của nó này. Đấy, cực kỳ đẹp nhé. Đấy, cho nên là các bác không phải lăn tăn hay lo cái vấn đề gì ở cái phần xe dịch vụ taxi. Con này thì em cam kết bảo hành cho các bác là không có dịch vụ taxi gì hết. Đấy, máy số zin luôn. Máy số zin được nguyên bản. Đấy. Đây phần tắp ly cánh cửa này, các bác nhìn xem này. Tắp ly cánh cửa này, rất là đẹp nhé. Đấy, hệ thống điều hòa được trang bị bằng hệ thống điều hòa auto, điều hòa tự động. Đó. Đây cổ số của nó đây, các bác xem lại cổ số của nó này. Đấy, rất là đẹp luôn. Xe này thì các bác không phải lo gì hết. Xe này thì quá là đẹp rồi. Đấy, Avante thì hiện tại càng đang có 3-4 con tự động xuống sàn đều có cả. Đấy. Bao đẹp cho các bác. Với mức giá cũng rất là hợp lý nhé. Đấy, trên 300 triệu rồi. Đời 2011, sản xuất 2011. Đấy, hộp đựng kính này. Đó, chắn nắng này. Đấy, xe rất là ok. Mọi chức năng của xe hoạt động rất là tốt các bác nhé. Đấy. Có cả bệ tì tay đầy đủ các bác nhé. Đây ạ, bệ tì tay đầy đủ này. Phanh tay này. Đó. Xe này thì nói thật với mọi người là xe bao đẹp, bao tách hãng luôn cho các bác luôn. Đấy. Bác nào muốn tách hãng thì đến gara mang đi, mang đi tách hãng thoải mái các bác nhé. Mang tách hãng thoải mái, không có vấn đề gì cả. Đấy, bên em bao tách hãng cho mọi người mà. Keo chỉ, cột kéo, sắt xi đều là zin hết. Đấy. Tất cả hệ thống cột kéo, sắt xi, keo chỉ zin hết các bác nhé. Đây, cốp đằng sau đây. Cốp tha hồ đẹp luôn ạ. Đấy, cốp rất đẹp các bác nhé. Cốp rộng rãi. Đây, gầm bệ nó đẹp như thế này đây. Đây các bác xem về phần gầm bệ của nó đây. Đó. Gầm bệ quá ok luôn. Đó. Đây, lắp cốp này. Nỉ lắp cốp vẫn chưa hạ này. Ốc lắp cốp chưa hạ này. Keo chỉ nguyên bản này. Đấy. Xe này các bác không mua thì nói chung là cũng rất là tiếc đấy ạ. Với mức giá chỉ có trên 300 thôi. Tư nhân biển Quảng Ninh. Đấy.
tất cả form dáng cái phần này, hệ thống khe mép cánh cửa này, rồi cái đường gân góc cạnh của nó đây. Mọi người có thể thấy là cái đường khe mép và cái đường gân của xe còn rất là nét căng luôn. Đấy, không có dấu hiệu của đâm xô hay tai nạn gì cả. Nếu một chiếc xe mà nó đâm va ấy thì là cái phần gân của nó ấy, mọi người nhìn cái đường gân của nó là nó sẽ bị nó không còn cái đường gân nữa nhá mọi người nhá. Nó sẽ mất cái đường gân luôn. Xi nhan trên gương. Đăng kiểm thì đến tháng 6. Đấy. Hệ thống phanh đĩa 4 bánh các bác nhé. Hệ thống phanh đĩa 4 bánh. Xe cực kỳ đẹp luôn đấy ạ. Đây. Mở luôn máy cho các bác xem luôn phần máy này. Máy nổ như không nổ đấy ạ. Máy rất êm. Đây ạ. Đây là phần khoang máy các bác nhé. Máy móc zin nguyên bản các bác nhé. Máy số zin, máy nổ êm du. Đấy. Máy zin, cột kèo, keo chỉ zin. Xe báo lỗi cho các bác. Đấy. Các bác mua xe về mà đi test hãng hay là kiểm tra và xe có vấn đề đâm xô tai nạn, em nhận xe hoàn tiền 100%, có cam kết bằng văn bản. Đấy, xe rất là đẹp. Mức giá cũng rất là hợp lý nhé các bác nhé. Có trên 300 một chút thôi. 312 triệu là giá trả bán cho mẫu xe Hyundai Avante đời 2011 này. Xuất sắc. Một chiếc xe tư nhân gia đình đi. Táp ly, táp lô cánh cửa rất là đẹp, không có độ hao mòn mấy và cũng không sức sát. Nhiều con xe nói chung là cái phần táp ly này nó sẽ mòn hết rồi. Đấy, và cái này, phần này nó sức sát ra nó hỏng hóc, nhưng mà con này là nguyên bản. Đấy, keo chỉ zin nguyên bản. Keo chỉ cột kéo taxi đều zin hết. Nội thất cũng theo xe luôn. Đấy. Xe độ màn hình Android đầy đủ nhé mọi người nhé. Dòng xe này thì nói chung là nó thuộc dòng xe phân khúc hạng C. Và nói chung là giá cả thì cũng rất là hợp lý. Đấy, xăng thì nói chung là dòng này nó ăn xăng tầm khoảng đâu đó tầm khoảng 7 lít thôi. Đấy ạ. Ăn xăng tầm khoảng 7 lít trên 100 cây thôi. Cũng rất là hợp lý cho các bác về chạy dịch vụ đều được cả nhé. Coi như là dịch vụ đã đưa gia đình thôi, chứ còn hãng thì nó không nhận cái dòng xe này. Đấy. Ok. Một chiếc xe cực kỳ chất cho các bác lựa chọn nhé. Avante 2011 số tự động. Xe tư nhân. Đấy, chính chủ gia đình đi. Cam kết bảo hành cho các bác là không lỗi. Máy zin, keo chỉ zin. Các bác nhà mình quan tâm đến mẫu xe này thì liên hệ trực tiếp với Thiên Đường Ô Tô Cũ qua số điện thoại là 0394 652 688 nhé. Và trước khi kết thúc video thì rất mong các bác ủng hộ trên bằng cách là like kênh này, chia sẻ và ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thiên Đường Ô Tô Cũ nhé. Bên em có rất là nhiều xe cho các bác lựa chọn đấy ạ. Đấy, cửa hàng em thì nằm ngay tại quốc lộ 10 hướng đi về Thái Bình, Quảng Ninh thôi. Các bác có thể ghé qua cửa hàng để xem xe. Và trước khi đi thì liên hệ trực tiếp với em nhé. Vâng ạ, xin chào và xin hẹn gặp lại mọi người trong những cái mẫu video lần sau.